dừng lại con đi. Dừng lại nha anh ơi. Nhảy luôn điên đi. Got it. Sắp chết rồi bạn ơi. Chị lẹ. Có tao xuống. Coi nè bạn. Người trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game. Cái gì đó mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà mình sẽ chạy cái tên lên đây và mình xin lỗi nhà sản xuất vì vô chơi game mà quên tên ha. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game GTA 5 nhưng mà trong phiên bản kiểu như Minecraft vậy bạn, khối vuông đồ bla bla các thứ. Bạn có thể thấy là cái nhà của mình đây bạn, mới vô cho nhà mình mới bóc được cái loa bỏ ra ngoài, nhìn khá là khấm bựa và con nhỉ nhợn mà mình éo có chiếc xe nào hết. Buồn ấy cứ. Và mình sẽ cho tham quan nhà mình nha. Chả có gì, nhà miễn phí mà. Nên là cái gì? Marian. Wow. Amazing. Ok, mình sẽ gọi Uber các bạn. Ở trong đây sẽ là Uber. Mình sẽ coi mình kiếm chiếc nào ngầu gọi các bạn. Hay, chiếc này ngầu nè. Uber mình đâu nha? Kỳ lạ nha. Xong thấy nha, để mình gõ map lên đó các bạn. Mình đang đây gin shop đâu, gin shop một cái này là shop thôi, cái khá là nhiều. Tao hô Uber ta mình chưa tới hôm nay. Đô la miễn phí. Ê Uber đủ xe ngầu bay. Ê đủ mẹ trời ơi, găng ta Vegas. Ê rớt tiền. Ngon. Đây bữa mình chơi hình như có cái gì ta, gọi là gì ta, nó gọi là gì mình chỗ để trượt ván với lại cái ván vậy. Này có ủa xe của nào. Ê what để chiếc xe lăn giếng kia luôn mày. Có thành phố bên đây nữa. Mình qua mình lấy máy bay chơi bạn. Coi nè, hơi bị hà luôn nè các bạn. Đâu đâu nè, coi nè các bạn. Đứng lại con đi. Nhảy luôn điên đi. Coi nè các bạn, coi thành phố này nở rộng. Lên. Chúng chết mày, nhảy. Lên anh em. Còn có trái không? Đọc quá nha. Đúng rồi. Dạ cũng thiếu tha. Ok, lên mình chút bán cho em cá nơi. Thiếu bán mày. Tiền nè. Trời, con mẹ. Cảnh sát mày lấy tiền, cảnh sát. Hết nhảy rồi. Cho nó quả bom. Cho quả bom. Ok, mình sẽ qua sân bay với bạn xem bạn ơi. Bị cảnh sát bắn. Úi. Rồi chiếc xe này kiểu như xe trong Fast and Furious bạn. Nó không lên được cái thềm này rồi. Chết bà. Khúc nãy. Sân bay thẳng tiến. Chơi. Vô đâu nha. Đây. Yes. Nó ra bay. Điên này. Làm sân bay 2 á. Xe mình không vô được mày ơi, khó chịu. À đây, vô được rồi. Đấy, rồi xong. Cho tao xin cái đường để tao vô coi. Thấy đúng không? Vô được sân bay. Gì đây? Lái được không? Nope. Không lái được các bạn. Đúng á. Nope. Không lái được.
Chỉ có chiếc trực thăng đây thôi bạn. Mình mới hôi được chiếc này. Vô làm sân bay luôn các bạn ơi. Lên. Má coi đáp kìa bạn. Rồi. Lên cao được nữa không? Máy bay bị què, Ok, mình sẽ qua. Mình sẽ khám phá mấy cái này là cái gì các bạn. Không, mình sẽ khám phá trong thành phố mình trước. Nếu bạn ủng hộ mình thì mình sẽ khám phá hết cái này luôn các bạn. Cái series này nè. Sao chuối vậy? Bay bị hỏng rồi. À, dòng sông. Em đi qua dòng sông thì cướp được nha. Đây nó bị sida bạn ơi. Gặp điện thoại mình cũng cùi bắp nữa chứ. Lỗi game. Có vụ không? Cái gì mẹ? Nó có vụ vậy? Ê! Hết hôn! Hú mẹ! Xe gọi Uber bạn, mình sẽ gọi Uber. Kiếm chiếc nào ngầu ngầu coi. Đây. Rồi, mình đã gọi Uber. Ngon. Vô. Đây, cái workshop của mình đây các bạn ơi. Cái này là Gun shop. Ồ, có tạ. Gì ghê vậy? Dạ, Gun shop kiếm đồ rồi. Đâu, mày có gì? $30. Ừ, cái này được này nè. Cái này được. Đó. Trời, 800. Rồi 200 mấy, trời. Mắc vậy? Cái ba. Yeah. Dạ, chúc anh ơi. Cái ủ mẹ. Vô. Ông cảnh sát đếm thiệt nha. Cút. Cũng mày cút hết. Đi lộ. Đi ra đường làm gì trời. Đang chạy tốc độ cao đi ra đường mày. Ôi. Trời. Yeah. Đâu rồi, mình kiếm coi chỗ có chỗ nào nữa không mày. Chỗ đó thì zombie. Ok, mình sẽ qua mấy cái shop này thử các bạn. Đây, mình sẽ qua mấy cái shop. Mình sẽ đi đường này. Gì vậy? Má sẽ đánh ghê vậy. Đó, má chạy xe rồi. Chạy xe ghét thiệt chứ. Ok, chắc trong tập này mình khai thác này đúng không bạn. Chào mới. Chào mới bạn. Này có gì không? Cái gì cho em làm không? Ôi. Vô. Tắt. Ú. Đi. Ê. Cúp lộn chỗ. Nôm luôn. Có đồ hút con câu. Cút đi. Cút. Cho tiền nó cút đi. Mày. Láo. Láo mà con. Sắp chết rồi bạn ơi. Chị lẹ. Coi nè mày. Đâu mình sẽ qua cái chỗ nông trại mà có zombie nữa bạn. Cho lời đồn nè bạn. Đi ở đây phòng thí nghiệm bạn. Thí nghiệm zombie. Lô. Đâu zombie đâu. Ui. Gì vậy? Oh shit. Holy shit, trời mẹ đại ca. Ui. Ê, đù mẹ nó da gà luôn á. Đù mẹ mày. Đi nè. Mẹ mày đi trên xe bắn mình chưa. Tiền nè. Mẹ mày lấy mày đi đi. Mẹ mày. Chơi cảnh sát đi, hết tiền rồi. Bà đà mùm bà đà bàn, tao hết tiền rồi. Mày có gì tao. Không lô, mẹ không lô. Đù mẹ. Bút ra rồi lái xe. Ú mày. Tiền đó con. Ăn tiền ăn lộ. Mày. Lên xe giọt. Lui. Mày. Lui. Ui má nó nổ rồi.
chói nổi, không thể chế đứng dễ. Cú ta hả? Đéo cú mày. Ai chọi bơm kìa? Ôi mình chết luôn hả bạn? Mình tìm được cái chỗ để trượt ván nè bạn. Mình có cái ván luôn ngon. Coi nè, coi mình thể hiện nè bạn. Ghi một lát rồi. Nè coi nè. Trời ơi. Trời ơi, chuyên nghiệp. Để coi tập sau hả, mình làm trở lại cải tạo quy chánh bạn. Mình sẽ không phá game mà mình là sẽ làm vô mình làm việc kiếm tiền nữa bạn. Như bạn nãy thấy là mình chơi mấy con zombie cũng nặng, nào trò bơm nữa chứ cũng nặng luôn. Ok bạn, mình sẽ ở đây mình chịu khoáng một lúc ở đây. Đang feel với cái game GTA 5 kiểu Minecraft này. Mình sẽ lấy quán trường mình đi mua burger, burger chi, burger phô mai. Có mở cửa không? Có đúng không? Lô anh. Cậu có tiện đây cho em luôn hả? Cảm ơn nha. Cho em mấy cái burger không? Em có mua được burger không? Được. Có, em không mua được burger, em ngồi đây em mua được không? Ngồi, em đi kiếm chỗ khác đây, bye bye anh. Toast toy, em sẽ qua tìm toys để mình cướp với bạn. Yo. Mặt ngầu anh. Nè, em không có gì ngoài mấy cái bơm. Ui, địt mẹ. Không có tiền như mình bạn, nó không có tiền như mình. Này, mình chơi được không nha? Nope. Mày ơi. Ok. Không có tiền, cái tiệm này nữa bạn ơi. Hết tiệm gì đây? Cái này mình nãy mình qua rồi phải. Có tiền cho em không anh? Có tiền không? Vô. Chào. Nổ chết mình luôn á. Nổ cháy xe. Cái điện bà ấy. Chuột của mình. No. Bơm liều mạng. Bị má mấy hàng cảnh sát. Mấy hàng cảnh sát. Ui mấy hàng cảnh sát. Đu mẹ. Ui mình mua súng mà. Ui này là bơm. Này là đạn. Súng hả? Súng này 2800 500 đô. 150 đây. Mình mua được rồi nè bạn. Mày để cút nha. Mẹ mày tao có súng nè. Ok, nếu các bạn thấy video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ để tạo động lực cho mình làm tiếp cái video tập sau. Và tập sau mình có thể là mình sẽ làm ăn đúng như kiểu ăn lương thiện bạn. Mình sẽ làm một cái gì đó để mình kiếm ra tiền, mình quẩy game này nữa.